Rồi, bạn thì hái cái trái chưa chín, trái chưa chín tháng luôn không? Rồi ăn rồi cái trái chín thử rồi. Đó. Nó bùi bùi ha. Đây, trái này là Côte de Mazur này đó. Hiện hái ăn thử rồi, bẻ ra, đó. Đó. Thấy không? Thấy ruột đỏ chưa? Thấy đó, như là đó, 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 cái ruột nó quay đó, ruột nó coi, đó. Cái này ngon hả anh? Đó, đó. Thấy không? Ngon chưa? Rồi. Thấy chưa? Ruột, thấy nó đỏ không? Giờ tôi coi, đó.